Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, một thân một mình về thành phố học đại học rồi lập nghiệp. Vợ tôi 27 tuổi, tôi 32 tuổi, hiện là chủ doanh nghiệp nhỏ. Vợ chồng lấy nhau được hơn 2 năm, có cậu nhóc 15 tháng tuổi, rất khó khỉnh, đáng yêu. Kinh tế vợ chồng tôi không khó khăn gì. Vợ tôi làm công chức trong một trường học cấp 1. Điều khó khăn nhất là chúng tôi vẫn phải sống xa nhau vợ công tác cách tôi 120 km, lúc lấy nhau đã vậy rồi. Khoảng 2 tuần mới gặp nhau được mấy ngày. Giờ tôi sống cùng anh vợ ở thành phố, anh vợ đang làm cho tôi. Ngoài tiền làm ăn ra, tôi chuyển toàn bộ vào tài khoản của vợ. Nhiều khi tôi chẳng biết mình có bao nhiêu tiền. Điều làm tôi buồn và thất vọng vô cùng là tính nết của vợ. Cô ấy sống rất ích kỷ, và ghê gớm, không ai nói và khuyên bảo được. Bố vợ, anh vợ rất hiền, mẹ vợ và vợ hầu như không nói chuyện với nhau. Nhiều khi tôi khuyên vợ làm con không được chấp bố mẹ thì bị mắng lại là tôi biết gì về gia đình cô ấy mà nói. Trong làm ăn kinh tế của tôi, điều gì cô ấy cũng đòi can thiệp từ đối tác tới nhân viên, riêng điều này vợ chồng cãi nhau rất nhiều vì tôi không cho cô ấy can thiệp quá sâu vào công việc của tôi ngoài ra tôi còn buồn vì cách cô ấy ứng xử trong tình cảm vợ chồng tôi không bao giờ kiểm tra hay đọc tin nhắn của vợ một lần tình cờ thấy cô ấy nhắn tin cho người yêu cũ tôi chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo giờ em đã có gia đình con cái anh ấy cũng có gia đình riêng rồi nếu thực sự em muốn giữ gia đình em gia đình cho anh ấy thì không nên làm như vậy anh là đàn ông mà từ lúc lấy vợ đến giờ, anh chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho bạn gái cũ, vì muốn giữ gia đình mình, gia đình cô ấy. Em là con gái, lại càng không nên. Anh không phải không biết ghen, nhưng biết nghĩ điều gì nên và không nên. Vợ nói cậu kia vẫn nhớ cô ấy, còn cô ấy chỉ khuyên nhủ mà thôi. 20 tháng 11, cậu kia mang bó hoa to đùng đến trường tặng vợ tôi. Cô kể cho tôi rồi xin lỗi. Tôi bảo vợ, anh không trách em, nhưng đây là do những tin nhắn qua lại của em mang đến đấy. Em làm thế mọi người nghĩ về em và anh ra sao? vì bạn anh làm cùng trường em, có mấy người cơ? Vợ lại xin lỗi và hứa không nhắn tin nữa. Một tuần ba buổi sáng, tôi đi chơi tennis với bạn. Vợ cấm lên cấm xuống. Vợ tôi 27 tuổi, nhưng dỗi và nũng nịu là sở trường của cô ấy. Tôi sợ nhất lúc vợ mang thai, gần ngày sinh, mùa nóng mà dỗi là cô ấy tắt quạt, tắt điều hòa, đắp chăn và nhịn cả ngày. Cô ấy thỉnh thoảng lại dọa bỏ nhau. Còn nhiều chuyện nữa, nhưng quả thật tôi hết kiên nhẫn để tâm sự tiếp rồi. Nhiều khi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng chẳng biết làm sao. Tôi cũng muốn mặc kệ cô ấy nhưng còn con cái tôi lại không thể xa nhau được nhiều đêm nghĩ về vợ lại thương con đến phát khóc lên được